sớm nói là được nhớ lại đã. Hay quá, chúng ta sẽ cùng đến với phần đang cầu hôn lãng mạn. Chúng ta sẽ cùng chứng kiến ngày hôm nay trên sân khấu của chúng ta. Và bây giờ thì xin mời chú rể. Không biết, có lẽ mẹ hôm qua đã thấy mặt đi đơ đơ rồi. Hồi đó thì mình dẫn bạn lên Đà Lạt. Lúc đầu thì đặt một cái ở một cái nhà hàng hồi tối. Set up bóng bóng nửa kiểu, nhưng mà đến sáng hôm đó thì khi mà lên trên cái đồi của mình đi xe máy á, trên cái đồi thì xung quanh thì nó rất là vắng, chỉ có hai người thôi mà may đồ cũ rất là ok, thì mình mới chợt nghĩ là hay là thôi làm đại đây luôn, hay mình mới rút dẫn ra. Mình rút cái này ra, xong cái mình mới quỳ xuống đó. Này cho em biết một trận đấu này cho Sơn và Vy, thưa quý vị. Xin mời hai bạn khách mời.